Bạn biết không, có một nghịch lý khá buồn cười nhưng hoàn toàn có thật đang diễn ra trên thế giới. Chúng ta đang thiếu cát. Nghe có vẻ lạ lùng, chúng ta đang sống trên một hành tinh mà nhìn đâu cũng thấy cát. Sa mạc mênh mông, bãi biển trải dài, cát tràn trong lòng sông, trên bờ hồ. Nhưng đúng như vậy, dù nhìn đâu cũng thấy cát, con người lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt cát xây dựng nghiêm trọng. Và nguyên nhân không đơn giản như cát hết, mà loại cát chúng ta đang cần lại không phải loại cát ở bãi biển hay là sa mạc. Nhìn bằng mắt thường ta thấy cát nào cũng giống cát nào, thường là vàng, mềm và mịn. Nhưng khi nói tới xây dựng, cát phải có hạt góc cạnh, mặt ráp để khi trộn với xi măng và nước, chúng bám vào nhau và tạo thành bê tông chắc. Loại cát này thường đến từ sông suối, bãi sông, lòng sông, bãi đá phong hóa. Và tự nhiên thì đã làm điều này trong hàng nghìn năm, hàng trăm nghìn năm. Ngược lại, cát ở sa mạc, do bị gió thổi mài mòn cả triệu năm, lại có hạt tròn, mịn, nhẵn bóng, giống như những viên bi nhỏ li ti. Khi trộn với xi măng, chúng trượt lên nhau chứ không bám lại. Đó là lý do vì sao Dubai, một nơi nằm ngay giữa sa mạc, xây nhà cao tầng không thể dùng cát sa mạc mà phải nhập khẩu cát từ Úc vì cát sa mạc không dính cho công trình xây dựng chất lượng không tốt. Đến đây bạn có thể hình dung cát xây dựng rồi, không phải loại nào cũng dùng được và đúng loại cát ấy mới là loại bạn đang cần. Theo các ước tính cập nhật của Liên Hợp Quốc cùng nhiều tổ chức quốc tế, mỗi năm loài người đang khai thác khoảng 50 tỷ tấn cát và sỏi. Con số này đã bao gồm cát xây dựng, sỏi, đá răm và tất cả những thứ dùng để làm bê tông, làm đường, làm cầu, làm nhà. Riêng phần phục vụ xây dựng và hạ tầng thôi cũng đã rơi vào khoảng một nửa chỗ đấy. Nghĩa là cứ mỗi năm trôi qua, con người lại ăn của trái đất vài chục tỷ tấn vật liệu mà thiên nhiên mất hàng nghìn năm mới tạo ra được. Con số ấy lớn đến mức khó hình dung ra nếu chỉ đọc qua. Thử đổi cách nhìn cho dễ tưởng tượng hơn. Giả sử bạn nặng 50 cân, thì lượng cát mà thế giới tiêu thụ chỉ trong một năm tương đương với 1 tỷ người nặng 50 cân. Và đó mới chỉ là phần xây dựng, chưa tính đến cát dùng để làm kính cửa sổ, màn hình điện thoại, chip điện tử, pin mặt trời, đồ gốm, vật liệu lọc nước hay cát san lấp để mở rộng đô thị và lấn biển. Hiểu đơn giản là, từ căn nhà bạn đang ở, con đường bạn đang đi, đến chiếc điện thoại bạn đang cầm, đâu đâu cũng có bóng dáng của cát. Chính vì thế, cát không thể là thứ rẻ như cho nữa, dù nhìn mắt thường đâu đâu cũng thấy cát. Vấn đề không nằm ở chỗ có hay không, mà nằm ở chỗ cát đang bị rút ra khỏi tự nhiên với tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với tốc độ trái đất kịp tạo ra cát mới. Đó là lý do vì sao thế giới đang bắt đầu nói đến khủng hoảng cát, một khủng hoảng nghe có vẻ kỳ lạ nhưng lại rất thật. Và nếu chỉ nhìn vào con số toàn cầu thì vẫn còn trừu tượng, nhưng khi bóc tách ra từng quốc gia, bức tranh bắt đầu rõ hơn rất nhiều. Có những nước ăn cát nhiều đến mức gần như quyết định luôn cục diện của cả thế giới. Đứng đầu danh sách đó là Trung Quốc. Theo nhiều tổng hợp gần đây, Trung Quốc tiêu thụ khoảng gần một nửa lượng cát toàn cầu. Con số này là rất lớn, khoảng 20-21 tỷ tấn cát và sỏi mỗi năm. Nghĩa là cứ 2 xe cát được khai thác trên hành tinh thì có gần 1 xe chạy vào các công trình ở Trung Quốc. Lý do thì không khó hiểu, Trung Quốc có hơn 1,4 tỷ dân, quá trình đô thị hóa diễn ra với tốc độ cực nhanh. Trong vài chục năm ngắn ngủi, họ xây dựng hàng nghìn km, hàng chục nghìn km đường cao tốc, hàng loạt cây cầu khổng lồ, vô số khu đô thị mới và những thành phố với rừng nhà chọc trời. Có một so sánh rất hay thường được nhắc tới. Chỉ trong khoảng hơn 10 năm, lượng bê tông mà kéo theo là cát mà Trung Quốc sử dụng còn nhiều hơn toàn bộ lượng bê tông mà nước Mỹ dùng trong suốt thế kỷ 20. Nghe như phóng đại nhưng số liệu thực tế cho thấy điều đó hoàn toàn có cơ sở. Sau Trung Quốc là những quốc gia đang phát triển nhanh, dân số đông và hạ tầng còn thiếu. Ấn Độ là ví dụ rõ ràng, với dân số vượt 1,4 tỷ người và đã đông dân hơn Trung Quốc được vài năm. Ấn Độ bước vào giai đoạn bùng nổ xây dựng đường xá, nhà ở và khu công nghiệp. Nhu cầu cát ở đây tăng nhanh đến mức nhiều con sông bị khai thác quá mức, gây ra sạt lở và tranh chấp dữ dội giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở Indonesia, Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á khác, nơi hạ tầng đang được mở rộng rất nhanh để phục vụ phát triển kinh tế. Bên cạnh những quốc gia ăn cát vì xây dựng trong nước, lại có một nhóm nước khác biến câu chuyện càng trở nên nghịch lý hơn. Những nước phải nhập khẩu cát với khối lượng khổng lồ. Tiêu biểu nhất là Singapore. Quốc gia này diện tích nhỏ, hầu như không có sông lớn, lấy đâu ra cát tự nhiên mà dùng. Trong khi đó nhu cầu mở rộng đất đai và hạ tầng lại cực kỳ cao. Kết quả là trong vài chục năm gần đây, Singapore đã nhập hàng trăm triệu tấn cát từ các nước láng giềng để lấn biển, biến biển thành đất, mở rộng lãnh thổ và xây dựng đô thị. Singapore cũng từng nhập cát từ Việt Nam. Điều trớ trêu nằm ở chỗ, có những nơi cát nhiều đến mênh mông như sa mạc nhưng lại không dùng được cho xây dựng. Ngược lại, ở những nơi thiếu cát xây dựng thì sẵn sàng phải bỏ tiền rất lớn để mua cát từ nơi khác về. Cát
từ một thứ tưởng như vô tận đã trở thành một loại tài nguyên có giá trị kinh tế, có tranh chấp, có buôn lậu và có cả những xung đột lợi ích. Nhìn vào những con số ấy, người ta mới thấy rõ vì sao thế giới đang thiếu cát, dù nhìn đâu cũng thấy cát. Không phải vì trái đất nghèo cát, mà vì chúng ta đang tiêu thụ đúng loại cát cần cho xây dựng với tốc độ chưa từng có trong lịch sử loài người, tập trung vào một số quốc gia và một giai đoạn rất ngắn. Và khi tốc độ tiêu thụ vượt xa khả năng tự nhiên bù đắp, khủng hoảng cát là điều không thể tránh khỏi. Trong vài chục năm trở lại đây, tốc độ đô thị hóa tăng vọt, kéo theo nhu cầu xây dựng chóng mặt. Bạn có thể hình dung, mỗi km đường cao tốc cần đến khoảng 30.000 tấn cát, một ngôi nhà trung bình có thể dùng đến 200 tấn cát, và một bệnh viện hay trung tâm thương mại dùng con số đó gấp nhiều lần. Với việc hàng trăm thành phố mới mọc lên, hàng ngàn km đường mới được xây mỗi năm, cái gọi là cơn khát cát trở thành một trong những nhu cầu xây dựng lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Điều này được phản ánh rõ trong các báo cáo kinh tế. Nguồn cát và vật liệu xây dựng hiện nay đứng thứ hai về khối lượng khai thác trên thế giới, chỉ sau nước. Và con số này chưa tính tới khai thác bất hợp pháp hay buôn lậu, bởi vì bọn này thì nó làm lậu nên chúng ta không đếm vào đây được. Thế giới có hàng đống cát ở sa mạc, nhưng chúng ta không thể mang cát sa mạc đem về xây nhà như ý muốn. Còn cát ở bãi biển thì sao? Liệu có thể dùng được không? Hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận. Và thế giới đang phải đối mặt với điều gì? Hậu quả của việc khai thác cát quá mức là vô cùng nặng nề. Những dòng sông bị hút cát quá mức dẫn tới bờ sông sạt lở, mất đất nông nghiệp, hệ sinh thái bị phá vỡ. Ở một số khu vực Đông Nam Á, sông bị rỗng ruột, nước chảy siêu vẹo, cá tôm biến mất, đất đai bên bờ sông sụt lún nghiêm trọng. Việc khai thác cát quá mức đã khiến người dân địa phương phản đối, chính quyền phải ra luật kiểm soát, nhưng nhu cầu vẫn tiếp tục tăng. Chưa kể có những mạng lưới buôn cát phi pháp hoạt động như buôn lậu, biến cát trở thành một mặt hàng nóng, tương tự buôn bán tài nguyên chiến lược. Điều này khiến nhiều nước phải siết chặt luật pháp, đánh thuế, thậm chí cấm xuất khẩu cát để bảo tồn nguồn lực. Vậy nên câu chuyện thế giới thiếu cát, dù nhìn đâu cũng thấy cát, không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một chuyện cười. Nó là hệ quả tất yếu của một nền kinh tế hiện đại, nơi yêu cầu về vật liệu xây dựng cực lớn, nhưng chỉ một phần nhỏ nguồn cát tự nhiên đáp ứng được nhu cầu này. Chúng ta thiếu đúng loại cát tiêu chuẩn xây dựng, đúng nơi cần và đúng khối lượng cần thiết trong thời gian ngắn. Tóm lại, cát, một thứ tưởng chừng có mặt ở khắp nơi, đã trở thành một tài nguyên quý giá và khan hiếm hơn chúng ta tưởng. Và câu chuyện này chắc chắn sẽ còn kéo dài, càng lúc càng gay gắt khi thế giới tiếp tục mở rộng đô thị và xây dựng quy mô lớn. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Câu chuyện về cát. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.